cũng là biểu diễn cho nhân dân và cũng là giãn cách cho các trận đấu thật căng thẳng. Và hai các đội thể thao đều ở tuổi rất là đẹp, 16 thân trò. Sau trận này thì ban tổ chức tiếp tục tổ chức thi đấu ở trận giải nhì. Và đặc biệt quan tâm ở trận thi đấu này, giải nhì hiện nay tiếp tục có những mạnh thường quân thưởng nóng cho vô Nguyễn Văn Trường. Nguyễn Văn Trường nếu như thưởng nóng, nếu như thắng ở trận thi đấu này thì tiếp tục được thêm đá vệ sinh môi trường thưởng nóng thêm 5 triệu đồng nếu như thắng được. Thưởng nắm cho Nguyễn Văn Trường 2 triệu đồng nữa, nghĩa là tổng 9 triệu đồng thưởng nắm cộng thêm với 7 triệu là hiện nay Nguyễn Văn Trường sẽ được 16 triệu đồng. Và 16 triệu đồng tên kia là tên phát ở là ban tổ chức đã giữ hộ. Nếu như Nguyễn Văn Trường mà thắng sẽ gặp ban tổ chức trao giúp cho các hải thường quân thưởng nắm tổng là 16 triệu đồng. Quá tuyệt vời.
xin chân thành giới thiệu với mọi người Lương Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban xã, Phó Ban Tổ chức Lễ hội lên.